Những vụ tai nạn xe khách xảy ra ngày một nhiều đã làm dấy lên lo ngại cho người dân. Mới đây trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa ghi nhận vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe container, khiến một tài xế bị mắc kẹt trong cabin. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết vụ việc. Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 2 tháng 7 trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô khách mang biển kiểm soát 47B-01797 và xe container mang biển kiểm soát 50H-04656. Thông tin ban đầu được xác định vào thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 47B-01797 do Trần Văn mười, thường trú ở Đắk Lắc, chạy hướng Nam Bắc đã tông vào đuôi xe container chưa xác định được người cầm lái. hậu quả tài xế Trần Văn mười bị gãy chân, mắc kẹt trong cabin, xe khách hư hỏng nặng. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng cùng người dân đã đưa tài xế xe khách mắc kẹt trong cabin vào bệnh viện cấp cứu. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh có mặt kịp thời để phân luồng, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe khách chạy nhanh, vượt xe container nhưng gặp chướng ngại vật nên đã tông vào đuôi xe này. Hậu quả từ các vụ tai nạn đang là hồi chuông cảnh báo về ý thức, đạo đức của những người tham gia giao thông, đặc biệt là người cầm lái. Vì sự an toàn của mọi người, mọi nhà, bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng, còn cần sự chung tay của những tài xế xe khách phải luôn tỉnh táo tuân thủ quy định về tốc độ làn đường để có những lộ trình an toàn thuận lợi.